Kính chào mọi người nhá. Chuẩn bị ăn cơm cá hồi sốt cà chua. Mọi người thấy cá hồi bên này miếng to, cá này ở bên này đắt đấy, cũng không giật đắt đấy, nhưng mà thỉnh thoảng mua về ăn thôi. Kính mời mọi người nhá. Cơm chỉ đạm bạc này thôi. Ít dưa chuột muối, cá sốt cà chua, kính mời mọi người nhá. Mọi người làm miếng nào, mọi người nhìn thấy miếng cá hồi to sụ, làm miếng. Ngon. Tôi đang bị đau răng nên ăn cái mềm. Mới nhai được. Chứ bây giờ ăn thịt thì chắc không ăn được. Ngon lắm. Mọi người ra siêu thị mua cá về, mua cá hồi về sốt cà chua nên ăn ngon lắm. Tôi rất thích ăn cá này sốt cà chua, ăn với cơm, quá tuyệt vời luôn đấy. Okay.